Hi, xin chào các bạn. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trên kênh chia sẻ kiến thức Linh Nhi TV. Lời đầu tiên xin gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Để gửi tới những người thân yêu những lời chúc tốt đẹp nhất, vào thời khắc đón chào năm mới, chúng ta thường gửi gắm những lời chúc đó vào những tấm thiệp. Và để giúp cho các bạn có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo và độc đáo, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế thiệp chúc mừng năm mới trên cái ứng dụng đồ họa miễn phí InScap. Hy vọng sẽ giúp cho các bạn tự thiết kế được những tấm thiệp nhiều ý nghĩa để gửi tới những người thân yêu. Đây là một cái tấm thiệp mẫu mà mình đã thiết kế. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết kế cái tấm thiệp như thế này. Các bạn sẽ mở InScap lên để chúng ta cùng nhau thiết kế. Trong thiết kế này mình sẽ sử dụng 3 phông chữ. Thì tất cả 3 phông chữ này nếu trên máy tính của bạn chưa có thì mình sẽ để một cái đường link trong phần mô tả của video giúp cho các bạn có thể tải về để sử dụng. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ thiết lập môi trường thiết kế. Các bạn sẽ vào View, chúng ta sẽ chọn sau 2 để chúng ta hiển thị tất cả các cái nhóm công cụ để chúng ta sử dụng. Tiếp theo các bạn sẽ vào Object, chúng ta chọn Fill and Store. Và trong thiết kế này mình có sử dụng đến một cái công cụ nữa, đó là Align and Distribute. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành định dạng thiết kế của chúng ta. Thì cũng tùy thuộc vào kích thước của thiệp thì chúng ta sẽ định dạng cho nó phù hợp với cái kích thước của tấm thiệp. Thiệp thì có thể nằm ngang hoặc nằm dọc. Ở đây thì trong cái mẫu thiệp này thì mình sẽ thiết kế là một tấm thiệp nằm dọc, và nó có 2 mặt có thể gấp được, có thể gấp vào được. Và mình sẽ định dạng như sau. Ở đây mình sẽ sử dụng đơn vị thiết kế là mm. Kích thước của thiết kế chúng ta là 200 và chiều cao 200. Rồi, đầu tiên mình sẽ thiết kế cái nền cho cái mặt trước của tấm thiệp. Ở đây thì các bạn sẽ bật thanh slapping lên như thế này để chúng ta có thể sử dụng và thiết kế một cách dễ dàng. Các bạn cứ vẽ một cái hình chữ nhật ra, sau đó chúng ta sẽ vào con trỏ select đây, chúng ta vào nút lệnh select. Chúng ta sẽ định dạng ở đây là độ rộng của nó là 100mm và chiều cao là 200mm. Tiếp theo là các bạn sẽ lựa chọn màu cho cái tấm thiệp chúng ta. Thông thường là chúng ta sẽ lựa chọn màu đỏ. Ngoài ra thì có những cái thiệp màu khác nữa thì các bạn thích màu nào thì chúng ta sẽ tô màu đó. Rồi, chúng ta vào cái thẻ Fill and Store. Chúng ta chọn Fill, chúng ta chọn chế độ tô màu. Tiếp theo là mình sẽ lựa chọn cái nút hữu chỉnh tô màu đây. Thì các bạn sẽ đưa cái nút vuông xuống, chúng ta để vào giữa nhé, và handle to mid boy này chúng ta để vào giữa đây. Và phía nút tròn này mình sẽ lựa chọn một màu đỏ đậm. Tiếp theo là chúng ta sẽ chèn vào một cái dòng chữ cho cái năm của tấm thiệp này. Chúng ta sẽ lựa chọn cái nút thêm văn bản. Ở đây mình sẽ nhập vào năm của tấm thiệp, đó là 2023. Rồi, ở đây thì mình sẽ lựa chọn cái phông chữ đó là Takashi. Tiếp theo mình vào Object, chọn Ungroup. Bây giờ thì mình sẽ xóa số 0 này đi. Thì cái hoa văn này thì mình đã hướng dẫn, và mình sẽ để đường link hướng dẫn cách làm hoa văn trang trí này trong phần mô tả của video này, thì các bạn có thể vào để xem lại. Ở đây mình sẽ chọn màu đỏ tươi. Và nét vẽ là màu vàng. Thì chúng ta sẽ cho cái nét vẽ nó lớn lên một chút. Chúng ta vào Store Type này, chúng ta tăng nét vẽ lên tầm khoảng 1.5 này.
Ta gõ vào 1,5. Rồi ta di chuyển vào. Ở phía trên này mình sẽ trang trí một cái cành hoa mai màu vàng, nên là mình sẽ tăng kích thước nó lên một chút. Ở đây thì mình đã chuẩn bị hoa văn họa tiết dành cho năm mới. Các cái hoa văn chúng ta sẽ đưa lên trên, chúng ta đưa vào thôi. Để cho nằm ở giữa cái thiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ lựa chọn cái hoa văn này, sau đó chúng ta lựa chọn cái nền. Sau đó các bạn vào cái nhóm lệnh Unidentifiable, chúng ta sẽ cho nó nằm ở giữa, chọn vào giữa, Last Selection nhé. Rồi tiếp theo là mình sẽ chèn con giáp của cái năm đó vào trong cái vòng tròn này. Ở đây chúng ta sẽ lên Google. Các bạn sẽ vào Google, chúng ta sẽ gõ vào tên của con giáp mà chúng ta cần chèn vào trong thiết kế. Rồi sau đó các bạn sẽ tải về. Và chắc chắn khi chúng ta tải về thì nó sẽ có nền. Chúng ta muốn tách cái nền này đi thì mình cũng có một cái video hướng dẫn chúng ta tách nền khỏi hình ảnh. Thì mình cũng sẽ để trong phần mô tả của video này. Có một cái video hướng dẫn cho các bạn thiết kế hoa mai vàng thì các bạn có thể xem lại ở trên kênh của mình, và mình cũng để đường link ở trong phần mô tả của video này. Tiếp theo là mình thiết kế mặt sau của thắm thiệp này, phía bên này. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái nền của cái phía trước này, chúng ta bấm một Ctrl D để chúng ta nhân bản ra và chúng ta kéo xa thôi. Đây thì mình sẽ bật thanh slapping lên để chúng ta đặt vào giữa như thế này. Bấm Ctrl D tiếp, chúng ta sẽ bấm Ctrl D tiếp. Sau đó cái hình phía trước này, tức là cái nền phía trước này, chúng ta sẽ chọn nét vẽ là màu vàng. Mình cũng có video hướng dẫn tạo các họa tiết trang trí trong các cái sản phẩm vào dịp năm mới. Và mình cũng để cái video đó nằm trong phần mô tả của cái video này, các bạn xem lại. Rồi, chúng ta đã làm xong cái đường viền cho cái mặt phía sau của tấm thiệp. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái dòng chữ chúc mừng vào trong đây. Thì cũng tùy vào đối tượng thì các bạn có thể chọn những cái lời chúc phía sau của tấm thiệp. Và đấy, ở đây thì mình đã chuẩn bị trước cái lời chúc cho mọi người. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trang trí cái cành mai vàng vào phía trước của tấm thiệp. Ở trong các video trước mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi, thì bây giờ các bạn sẽ đưa vào thôi. Thì tùy vào các cái đối tượng mang tính chất đặc trưng của năm mới thì các bạn có thể trang trí thêm vào. Thì ở đây thì mình đã sử dụng cái cành mai vàng, hoặc là các bạn có thể sử dụng hoa đào, cành hoa đào cũng được. Rất là nhiều các cái nét đặc trưng như bánh chưng, bánh tét, là mứt, vân vân, thì các bạn có thể trang trí vào trong cái thiết kế của chúng ta. Tất cả các cái thiết kế ở trong cái sản phẩm thiết kế này thì đã được mình hướng dẫn trên kênh của mình thông qua các cái video, và mình sẽ để các cái đường link của các video cụ thể trong phần mô tả của cái video này, thì các bạn có thể xem lại và làm theo. Chúc các bạn thành công. Và trên đây thì Liên Nhi TV cũng đã hướng dẫn một cách cơ bản và nhanh chóng, đơn giản nhất cách thiết kế một cái thiệp chúc mừng năm mới. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, like, share video để lan tỏa các kiến thức bổ ích tới cho mọi người. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.